Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay chúng tôi muốn chia sẻ cái chủ đề là làm thế nào để có cái Tết vui thật sự. Chúng ta muốn có một cái Tết vui thật sự không? Amen. Làm thế nào, cái cách nào để chúng ta có một cái Tết vui thật sự? Chúng ta cùng mở với tôi trong lời của Chúa được chép ở trong Thi Thiên thứ 1. Thi Thiên thứ 1, để chúng ta nghe lời của Chúa Trời. Một lần nữa tôi trân trọng kính mời bạn thánh chúng ta đứng lên và chúng ta cùng đọc chung với tôi ở trong Thi Thiên số 1 như sau: Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, sau đấy làm vui vẻ về luật pháp của Sư Hô Va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sẽ còn trái theo thì biết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cái ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đốt xét, tội nhân không được vào người của mình, vì Đức Sơ Ba biết người của mình xong được ngã rồi bị diệt vong. Chúng ta đọc lại câu số 1 hai lần, 2 và 3. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Lần thứ hai: Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Chúng ta nhìn vào bên cạnh mà chúng ta đọc câu thế này, 2 và 3. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Xin mời chúng ta cùng ngồi. Làm thế nào để chúng ta có một cái Tết vui thật sự? Ai cũng muốn có một cái Tết thật là đầm ấm vui vẻ. Nhưng mà có người ta đã tính toán lo lắng và lo toan nhiều thứ lắm. Nhưng mà dựa theo Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 6 câu 33 rằng: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy. Chúa Giêsu đã phán điều đó. Và chúng ta cũng biết rằng tác giả Thi Thiên 23 cũng cho chúng ta biết rằng là phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Theo những người nào? Theo những con người kính sợ Chúa và làm theo lời của Ngài. Cho nên tác giả của Thi Thiên đọc học cho chúng ta biết rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Ngày hôm nay kẻ dữ đã đưa ra nhiều trò, nhiều chiêu và nó đã làm cho nhiều người không thể nào ăn Tết được. Tôi biết kẻ dữ nó đã xúi cho những người gọi là đốt nhang, rồi đốt giấy vàng mã gì đó, rồi chập điện, rồi cháy nhà, rồi uống bia, uống rượu, say xỉn, rồi tông làm tai nạn giao thông xảy ra. Rồi chúng ta biết rằng có những con người nhào vô trong vấn đề mà cờ bạc đen đỏ để rồi đổ nợ, rồi đánh nhau, rồi hành hạ con. Và hôm qua chúng tôi cũng sinh hoạt một nơi mà người cha bắt đầu say xỉn vào và nói vấn đề nợ nần qua lại sau đó, và ông đã rút dây bút địch trên địch của ông ra và ông chở cái đầu sắt đó, ông đặt vào con bé và nó tàn sát luôn. Và con bé đến thấy rất là thê thảm. Và tôi thấy được một điều là gì? Những con người mà không có Chúa làm chủ mà để cho ma quỷ nó đưa lối, nó dẫn đường á, thì sẽ đem đến những sự đau khổ và tai họa và làm buồn cho người khác. Nhưng mà buổi sáng hôm nay trong sự hiện diện của Chúa, tôi công bố rằng hầu thánh Tô là những con người được phước trước mặt của Chúa Trời. Vì sao? Vì anh chị em chúng ta là gì? Đã làm theo lời của Chúa là không theo mưu kế của kẻ dữ. Hãy nói người bên cạnh đừng theo mưu kế của kẻ dữ, đừng theo mưu kế của kẻ dữ, không nên làm theo mưu kế của kẻ dữ, không có hành động theo mưu kế của kẻ dữ. Kẻ dữ nó dùng nhiều chiêu nhiều cách, nhưng mà chúng ta đừng làm theo mưu kế của kẻ dữ. Vừa rồi thì chúng ta có nghe một người chị em chúng ta đã làm chứng khi nói về Chúa cho một người, người đó tin Chúa, thì người chị em này cảm thấy vui mừng và phấn khởi vô cùng. Nhưng mà được buổi đầu như vậy, nhưng mà qua buổi thứ hai nói về Chúa cho một người khác, người này họ không tin Chúa mà họ còn chửi cho một chồng nữa. Họ nói là đừng có theo đạo này, thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà cảm ơn Chúa, người chị em này có theo mưu kế của kẻ dữ không?
thời hay không gặp thời. Amen. Người ta có thể nốt mình như thế nào không quan trọng, nhưng mà quan trọng chúng ta làm theo lời của Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho mọi người trong chúng ta. Amen. Bao nhiêu người muốn mình có một cái Tết xuân vầy nào? Amen. Hãy nói người bên cạnh không thêm một cái của kẻ nữa. Không thêm một cái. Có ai đó xuống quý vị trong dịp Tết này để mà chở một xe xoài để đi vào cái nơi nào đó để mà rồi thế này thế kia, chúng ta không thêm một cái của kẻ nữa. Có ai gì đó trong chúng ta nói là người ta nói là mình phải mở cửa ra để rồi đốn mấy người mà tùm tùm đó rồi múa lộ ra là làm nó làm ăn được thế này thế kia, chúng ta cũng không thèm mù kia. Có ai đó nói rằng hạn chúng ta nặng lắm cho nên là năm này phải đi bỏ một bớt tiền rồi mua bao nhiêu con gà con vịt con heo đó để đi cúng giải hạn, chúng ta cũng không thèm mù kia. Nhưng đặc biệt là tôi nói chị em nào, có ai đó xúi cho chúng ta là tham gia chương trình của hàng đa cấp nào đó, tham gia trong chương trình của cái gì đó cho nó mau lẹ, chúng ta cũng không thèm mù kỹ của kẻ dữ. Kẻ dữ nó đòi nó dâng lên nhiều cái bẫy, nó nói là thôi lâu lâu mà gặp nhau có gì đâu mà làm mấy lon vui đi, rồi chúng ta không biết rồi chúng ta thêm một cái con kẻ dữ uống đầu năm bảy lon gì đó, là cuối cùng đi ra ngoài đường gặp cảnh sát khẩu một cái nó lấy bằng lái xe rồi giữ xe rồi bị phạt rồi gây tai nạn giao thông rất là phiền tối. Cho nên một lần nữa, không theo mù kế của kẻ dữ. Tôi nói anh chị em rằng những ngày gần Tết này nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề lắm. Có một số người muốn về quê thăm gia đình, tôi nói về quê thăm gia đình là đúng, không có gì sai cả. Nhưng đang lúc vợ chồng quá khó khăn, không đủ tiền để trả tiền nhà, không đủ tiền để mà lo ăn uống và nhiều việc như vậy đó, mà bỏ ra tới mười mấy hai chục triệu để mua vé để rồi về thăm một cái, đi vô đổ nợ làm cho con cái không còn đi học. Tôi nói anh chị em là chúng ta cũng cần coi lại trong chuyện này. Có thể một số người không đồng ý với tôi trong vấn đề này. Tôi nói anh chị em là ông bà cha mẹ chúng ta rất cần chúng ta hiếu thảo hướng về những người lớn tuổi. Amen. Rất cần. Nhưng nếu ông bà cha mẹ mình biết rằng vì cớ về thăm ông bà mà trong ngày Tết mà vé phải mắc lên gấp 4, gấp 5 lần rồi chúng ta phải đổ nợ, ông bà nó thôi khỏi đi. Để qua Tết vé máy bay nó hạ xuống, hai vé xe nó rẻ xuống, các con làm ăn ổn định rồi, các con về thăm ông bà cũng không muộn rồi các con. Amen. Hoặc là chúng ta sẽ thăm trước Tết không sao cả, chứ không bắt buộc phải là Tết mới thăm được, còn ngày thường là không thăm. Cho nên anh chị em ơi, cái mưu kế của kẻ dữ ngày hôm nay quá nhiều trên mạng, nhiều người đã theo mưu kế của kẻ dữ, đầu tư vô đi 5 triệu, 2 tiếng đồng hồ sau số tài khoản mà lên 7,5 triệu, đầu tư vô đi 8 triệu chút xíu lên 10 triệu. À, chị nên mới tin Chúa nói đi, và đầu tiên nên chỉ điện thoại, những người đi lâu là nên tắt điện thoại ha. Rồi cảm ơn Chúa nhắc nhở mỗi người trong chúng ta. Rồi anh chị em ơi, rồi bắt đầu suối cách này cách nọ cách kia, nhiều người theo mưu kế của kẻ dữ thì cuối cùng tan gia bại sản và gia đình mất hạnh phúc. Anh chị em đừng vì ba cái lợi lộc nho nhỏ hoặc là ba những lời suối vì ảo trên mạng để rồi chúng ta mất sức khỏe, mất đức tin, mất gia đình và mất nhiều thứ trên cuộc đời của mình. Amen. Còn không khéo thì cứ như là đụng tới vấn đề mà hình sự, đụng đến pháp luật nữa thì càng rắc rối nữa. Cho nên vấn đề Kinh Thánh bảo rằng phước cho người nào không theo mưu kế của kẻ dữ. Trong quý vị biết nhiều cái kẻ dữ lắm không? Amen. Nhiều vấn đề lắm. Những người nào mà xuyên ở trên mạng thì ngày hôm nay đó là mấy người bạn chốc chốc chút xíu vậy, nó đóng vai một ông thành đạt ngồi xe hơi rồi gì quá vợ rồi chỉ ra chuẩn bị tuyển người nữ khác gì lo cho con rồi. Anh chị em ở đó hoàn toàn là ảo, không có thật đâu. Ảo. Rồi ông đàn ông thấy nó cô gái thật là xinh đẹp mơn mởn, đó là em độc thân em cần thế này nào kia, đừng có tưởng đó là cô gái, đó là quỷ làm sao đó. Quỷ ở đằng sau đó, nó xuống cho chúng ta phạm tội, xuống cho chúng ta mất hạnh phúc, lấy nhiều thứ lắm, nó lấy cả gia đình, lấy cả hạnh phúc, lấy cả đức tin, nó lấy chúng ta nhiều thứ. Cho nên chị em ơi, đừng theo mưu kế của kẻ dữ. Amen. Cũng đừng gấp tôm cua vào cá gà này nhé. Đừng thắm nhé. Và Kinh Thánh chúng ta là phước cho người nào không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong con đường của tội nhân, không
phước cho người nào không theo môn kế cây dữ nè, chẳng đứng là không đứng trong đường tội nhân. Cái con đường mà dẫn đến cái chuyện mà kiện thưa anh em mình vô cớ, chúng ta không nên đứng vào cái đó nữa. Đúng không chị? Những cái con đường của tội nhân, có những người chưa thành công mà dạy cho người khác thành công. Nó là nếu mà bạn mà tin sợ Chúa mà bạn là tin lời thì hậu thánh của bạn sẽ phát triển. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn làm dữ dội mà thật sự Chúa Giêsu thì bảo là hãy xem trái mà biết cày. Nếu thật sự mình đứng ra mình dạy người ta cách thành công mà mình chưa thành công thì từ đó anh chị nè, đó chỉ là lý thuyết. Nên nhờ ơn Chúa mỗi người trong chúng ta hãy có sự khôn ngoan, chúng ta tỉnh thức và chúng ta đừng đứng chung với con đường của tội nhân. Ngày hôm nay tội nhân nó xúi gì lắm. Có một anh chàng kia thì tự nhiên đi về quê thăm quê, đi làm việc suốt một năm trên thành phố thì mọi chuyện nó tốt lành không có gì cả. Nhưng về quê thì gặp bạn của mình, thì bạn mình bắt đầu rủ mà đi làm suốt một năm như vậy mà về không được gì hết. Bây giờ mày theo tao đi một chuyến thôi, là coi chừng mày đổi đời. Nghe xuống như vậy người kia tưởng cũng ngon lắm, bắt đầu là coi như cùng đi với người đó mà chuyến Hàn Quốc cắm. Chuyến Hàn Quốc cắm thì cuối cùng anh chị em biết rằng là chỉ có một lần xa cơ như vậy, đi theo con đường của tội nhân, đi theo con đường lỗ bò, thì cuối cùng là bây giờ chỉ vào nơi đó mà ngỡ lịch mà thôi, vô cùng nguy hiểm. Cho nên hỡi anh chị em ơi, cái con đường tội nhân nó nhiều lắm, chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà không theo con đường đó. Và chúng ta cũng không ngồi chỗ của kẻ nhà bán nữa. Nếu mà ngồi lại mà xì ba xì bảy để mà nói xấu người này, nói xấu người kia, lên án người này người nọ, Chúa Giêsu thì bảo rằng ai làm các ngươi làm quan xếp vậy? Chúa kêu gọi chúng ta là để chúng ta là người cầu nguyện và cầu thai. Amen. Chúa không kêu gọi chúng ta trở thành quan xếp, chúng ta Chúa không kêu gọi chúng ta trở thành tòa án, nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta là người cầu nguyện, còn việc xét xử mọi chuyện là việc của Chúa chứ không phải là việc của chúng ta. Cho nên mỗi một người trong chúng ta không ngồi chung với kẻ nhạo báng. Bất cứ một người nào đã rủ quý vị ngồi lại để rồi tìm cách nói xấu một người nào, quý vị hãy nói với người đó là tôi không đủ thì giờ. Tôi không dính líu tới chuyện này. Hãy nói những lời lành để giúp ơn cho kẻ người đấy. Cái điều mà tôi đang chia sẻ cái chủ đề là làm thế nào để có một cái Tết vui vẻ, sum vầy, đầy đủ trọn vẹn á. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà được chép ở trong sách ECT về câu chuyện mà Haman đã tìm cách tiêu diệt dân Juda. Quý vị còn nhớ không? Cả cái dân Juda đang ở trong sự sầu thảm, cả dân Juda đang ở trong vấn đề mà gọi là chết chóc, đau thương và bi thảm. Và Haman là người kiêu ngạo và tìm cách diệt Mardochê và diệt luôn cả dân Juda, và sớm muộn gì thì Esther cũng nằm trong số đó. Nhưng mà Esther đã vâng lời người cậu của mình là Mardochê. Esther đã đầu phục bước vào trong sự thiên ân cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Esther là những người dám hành động vào đức tin để vào trong cung vua, để gặp vua, để nhận được chiếu chỉ. Và Esther đã yêu thương dân tộc mình bằng cách là trả giá tất cả như vậy. Thì Kinh Thánh được chép sau tất cả các biến cố đó, Đức Chúa Trời đã đảo ngược tình huống. Từ cái chỗ mà chết chóc của dân Juda thì dân Juda đã được gì? Chúng ta cùng nghe lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách ECT đoạn 8 câu 15 đến 17 như sau. Mặc đôi chê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một cái mão triều thiên lớn và vàng, và mặc một cái áo dài bằng bố gai mền màu tím. Thành Sura cất tiếng reo mừng và hớn hở. Về phần Juda thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. Trong mỗi tỉnh, mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lệnh và chiếu chỉ của vua thấu đến thì có sự vui mừng và khoái lạc cho dân Juda. Bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ, có nhiều người trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn của Juda, bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Juda. Từ cái chỗ mà chết chóc, đau buồn, thất vọng, mà một con người kính sợ Chúa, một con người bước vào trong sự cầu nguyện, một con người bước đến trong sự đầu phục, qua con người đó mà khiến cho cả dân Juda trở nên vui mừng và yên tĩnh. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi cũng biết rằng ngày hôm nay có những cái kẻ thù Haman nào đó, Haman của tài chánh, Haman của kinh tế,
Haman của bệnh tật, Haman của này kia, nó đang trói buộc và đang hù dọa một số người đang nghe chương trình hôm nay. Nó muốn tiêu diệt quý vị, nó muốn hành hạ quý vị trong chúng ta, muốn làm cho chúng ta cảm thấy lo lắng, bất an và sợ hãi. Nhưng tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta hãy học tinh thần của ECT, đầu phục Chúa, bước vào trong sự cầu nguyện, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, làm theo lời chỉ dẫn của người dẫn dắt của mình. Đức Chúa Trời sẽ biến từ chỗ thảm họa trở thành yến tiệc vui mừng. Amen. Bao nhiêu người trong quý vị khao khát mà Đức Chúa Trời ngài sẽ biến những nan đề bi thảm chúng ta trở thành yến tiệc vui mừng trước mặt Chúa. Amen. Quý vị có tin rằng Đức Chúa Trời làm được chuyện đó không? Amen. Nếu như Chúa không giúp đỡ thì ECT và mặt đô che có làm được chuyện này không? Dân Giuđa thì phải bị như thế nào? Tiêu diệt, đúng không? Đau thương. Nhưng mà chỉ cần một người kính sợ Chúa, một con người đào phục ý chỉ ngài, một con người bước vào cái sự cầu nguyện, và một con người đầu phục cái người lãnh đạo của mình, tôi nói anh chị em rằng đối với Chúa Trời không việc gì là quá khó đối với ngài. Có thể những người đang ngồi tại đây, quý vị và tôi đang có những trường hợp mình thấy rằng con thì bất lực rồi đó, con thì bỏ tay rồi đó, con không giải quyết được rồi gì đó rồi. Nhưng mà con tin chắc rằng Kinh Thánh Chúa nói ở trong Chi Thiên đoạn 1 là gì? Từ cái chỗ mà ba con số không rồi á, thì câu số 2 nó là xong để làm vui vẻ về luật pháp của sơ ba và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Cái người nào vui vẻ theo lời của Chúa, trong vô xe đoạn 1 câu số 9 chúng ta nhớ không? Quyển sách luật pháp này chớ xa người, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mở đường phước. Cho nên tôi tin chắc rằng những gì Kinh Thánh hứa chắc chắn sẽ được hình thành khi những người nào làm theo lời của ngài. Và ECT đã làm. Thì cảm ơn Chúa Kinh Thánh là về phần dân Giuđa thì có sự sáng sủa, vui vẻ và khoái lạc vinh hiển. Câu số 15 là gì? Câu số 15 phía trên đó là Chúa nói là gì? Cả thành Susa để cất tiếng reo mừng và hớn hở. Cả thành luôn. Bao nhiêu người trong chúng ta không khác, cả nhà chúng ta sẽ được vui mừng. Cả làng chúng ta sẽ được vui mừng. Chúng ta muốn gia đình mình trong Tết này, cả gia đình mình vui mừng hớn hở không? Chúng ta muốn rằng những người xung quanh hàng xóm chúng ta cũng cất tiếng hớn hở không? Nhưng mà vui thì vui. Nhưng mà tôi khích lệ họ thánh, đừng có mua pháo đó, không không. Đừng có mua, phí tiền. Nếu mà bỏ 5-7 triệu, cả chục triệu mua pháo, tôi thấy nó phí quá. Ấy cũng quá thiệt. Nếu mà với số tiền đó, chúng ta mua gạo hoặc chúng ta mua thức ăn giúp đỡ cho người khác mình thấy hay hơn. Thứ sáu vừa rồi chúng tôi qua nhóm ở bên Bình Lộc C, thì chị Hiền nói với tôi là cả con Chúa, cứ mỗi lần dịp Tết như vậy là con của chị, con trai, rồi con dâu tương lai, rồi chị đều nấu những thức ăn, rồi bỏ những hộp sữa, rồi chuẩn bị những bánh này bánh kia nên giúp đỡ cho những người có một hoàn cảnh đặc biệt hoặc là những người vô gia cư, là giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh mà không được may mắn. Tôi nói anh chị em là nó cái những cái tiếng pháo đó nó bung một cái là biết tay người khác rồi sẽ qua đi, nhưng mà công việc chúng ta giúp đỡ người khác nó còn lại đến đời đời này. Amen. Amen không? Thứ ba tuần này, thứ ba tuần này có lẽ chủ nhật, thứ hai và thứ ba chiều hôm nay là chúng ta làm cái chương trình lễ tang cho ông bà cụ. Nhưng mà qua ngày sau là Chúa cho chúng ta đi vào trong bệnh viện Bình Tân, và cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng ta chuẩn bị 80 phần quà, 80 phần quà để chia sẻ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Họ phải ở lại trong bệnh viện, họ không có dịp về quê ăn Tết, họ có những cái hoàn cảnh mà thiếu thốn trong bệnh hoạn như vậy. Chúng ta sẽ có cơ hội. Một số người bảo tại sao không làm ở một bệnh viện ung bướu, tại sao không làm những bệnh viện mà những cái nơi mà ngồi kia. Tôi nói anh chị em, những bệnh viện ngồi kia nhiều người tham viếng, nhiều người giúp đỡ. Nhưng mà những bệnh viện lẻ lẻ trong này ít có ai, hoặc thậm chí là không có ai. Nhưng bây giờ chúng ta vô làm, một trong những người làm đầu tiên, thì nó sẽ ích lợi vô cùng. Cảm ơn Chúa. Amen. Không thể không biết không nghe được. Chúng ta làm những chuyện đó. Và cảm ơn Chúa, chúng ta tám phần quà, nó là một cái điều gì đó mà đem đến sự khích lệ và nhắc nhở cho người khác
biết rằng đó là dù sao nữa trên đời này vẫn có những con người yêu thương những con người đau khổ giống như họ, những con người có hoàn cảnh như họ, để rồi qua đó mà nâng đỡ khích lệ đức tin của họ. Tôi cũng có một đứa cháu là chị của bé Hà, và bé Hà thì nó bị bệnh cho nên nó không có đi làm được, nó ở trong bệnh viện và nó thuê phòng trọ ở gần bệnh viện đó. Tôi vào nơi chỗ sống trọ của những người bệnh đó thì tôi thấy rằng suốt ngày một tuần họ đi chạy thận ba lần, rồi họ đâu có làm gì ra tiền mà họ phải tốn tiền phòng tiền này kia. Vợ chồng chúng tôi đến đó nhiều lần, chia sẻ qua nhiều lần, và chúng tôi nói là mấy đứa người này là xứng đáng được quan tâm, xứng đáng được yêu thương. Và cảm ơn Chúa, quý vị biết là mỗi lần có cái đội từ thiện nào đến chia sẻ quà như vậy, không những là giúp đỡ cho họ đỡ cơn nghẹt, nhưng mà qua đó đã làm cho người ta thêm đức tin, thêm cái nghị lực, và động viên tinh thần người ta được sống sót trong những ngày sau này, anh chị. Amen. Cho nên hành động việc làm chúng ta làm theo lời của Chúa là vô cùng quan trọng. Amen. Tôi kính lạy hội thánh của Chúa, đừng bỏ tiền mua pháo đốt, nhưng hãy dùng đồng tiền để làm việc từ thiện. Amen. Có thể một số người nghe từ đó câu này đến đã rồi, nhưng mà tôi cũng phải nói, tôi cũng khích lệ quý vị đừng có mua mấy con cá kiển rồi đi phóng sinh, thả xuống sông như lắm cho nó trơn à. Tại vì sao? Mấy con cá nó vốn là được ở trong hồ và có oxy nó mới thở được, đúng không chị? Mà tự nhiên mua nó vớt ra khỏi cái hồ có oxy để thả dòng sông đen nghịch như vậy, sống nổi không? Tôi không biết cái đó là phóng sinh hay là sát sinh nữa. Rồi chưa chị xuống là làm gì đó, chích điện rồi quánh lộn nữa. Thôi, mình con cái của Chúa, Tết thật sự là gì? Tôi muốn khích lệ dân sự của Đức Chúa Trời là gì? Có cái gì thì mặc cái đó. Thậm chí là tôi nói chị em là chúng ta mặc đồ cũ và lòng chúng ta mới vẫn mới như thường. Đừng có vay tiền, vay bạc mượn rồi đổ nợ rồi sắm đồ cho đèn. Tôi nói chị là không quan trọng, nhưng mà quan trọng là Chúa phải cho chúng ta đẹp từ trong ra ngoài. Amen. Hãy nhìn người bên cạnh đó là bạn ơi, bạn và tôi hãy đẹp từ trong mình ra ngoài. Amen. Đẹp từ trong mình ra ngoài. Đừng có đẹp bên ngoài đổ nợ, không có hay gì đâu. Amen. Thứ nhất là mỗi người chúng ta là không theo vô kế của kẻ dữ là như vậy. Điều tôi đang nhắc lại, Chúa đã mặc cho chúng ta chiếc áo của sự công chính rồi. Amen. Amen. Tôi xin nhắc lại cái câu chuyện của người con trai quan đàn. Từ một ông đang mặc một chiếc áo của một đứa con, đúng không? Nhà giàu đang quan, gia đình có tôi trai tớ gái bò lừa, có hai anh em mà, quá trường giàu. Nhưng mà rồi sao? Ông bỏ chiếc áo của người làm con, ông đi ra, ông mặc chiếc áo của sự ăn chơi, xa lọa. Ông mặc chiếc áo của tội lỗi, rồi cuối cùng ông phải mặc chiếc áo của sự nghèo thiếu. Sau khi mặc chiếc áo nghèo thiếu, rồi ông lại đi mặc chiếc áo của người đi chăn cừu, chăn heo. Chăn cừu của đó đi chăn heo. Chăn heo mà người bổ xứ bây giờ là những người chăn con heo là được kể là con vật không ô, con vật ô uế, con vật không có thánh khiết, cho nên ghê tởm lắm. Mà ai chăn những con heo đó là bị coi thường. Người này mặc chiếc áo của người đi làm thuê làm mướn, mặc chiếc áo của người chăn heo tổng tiểu dơ vậy. Nhưng mà người này bắt đầu thấy mình đau khổ, thất vọng, rồi thiếu thốn đủ điều, ăn năn quay lại về với nhà cha của mình và nói là: thưa cha, con đã đặt tội với trời và với cha, không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như một đứa đệ tớ trong nhà của cha là đủ rồi, cho con có miếng bánh để mà ăn đi cha ơi. Nhưng khi người đó trở về, người cha không phải đối xử với con của mình như vậy, nhưng người cha đã lấy một chiếc áo tốt nhất mặc cho con của mình. Amen. Một chiếc áo của sự công bình, một chiếc áo của sự công chính, một chiếc áo của quy quyền đã được phục hồi để xua đuổi tất cả những chiếc áo của tội lỗi, chiếc áo của nghèo thiếu, chiếc áo của hư hỏng, chiếc áo của nô lệ, chiếc áo của mà làm thuê làm mướn, để trở thành mặc một chiếc áo của con của người trong gia đình đàng hoàng. Cho nên anh chị em ơi, Chúa Giê-xu đã kêu gọi tôi và anh chị em về, Ngài đã mặc cho tôi và anh chị em chiếc áo công chính của Ngài rồi. Amen. Bao nhiêu người ý thức rằng tôi đã mặc chiếc áo của mình của Chúa rồi? Bao nhiêu người ý thức điều đó? Quý vị có chiếc áo của mình của Chúa chưa? Có rồi. Như vậy đã mặc chiếc áo của mình của Chúa rồi là chúng ta trong cặp mắt của Chúa, chúng ta là người vô cùng xinh đẹp. Có một người nào còn mặc cảm tự tin nữa không? Mặc cảm là tới tôi không có đồ mỡ, không ngồi, không có bụng, có nên như vậy không?
là tôi kể cái này hơi mắc cỡ chút mà tôi phải kể. Tôi đi chăn bò, tôi giúp cho gia đình tôi suốt một năm. Suốt một năm tôi chăn bò, tôi ở đi núi không ạ? À? Cái gần tới Tết tôi nói với ba mẹ tôi là con muốn có một bộ đồ mới. Nhưng mà năm đó ở quê tôi quá khó khăn. Khó khăn đến độ mà cuối cùng năm đó tôi không có một bộ đồ mới. Họ cũng nhỏ mà, tôi không có một bộ đồ mới. Rồi sáng mùng 1 Tết tôi thấy người ta mặc đồ mới, người ta đây tôi không có. Tôi chạy ra một bụi tre tôi ngồi tôi khóc. Tôi ngồi tôi khóc và tôi tủi thân. Và đi mà đi chân không. Cuối cùng thì tôi đi tôi khóc, thì chân tôi dặm gai chảy máu. Mà máu chảy mà tôi cứ để cho nó chảy, tôi ngồi tôi khóc. Và tôi cứ nghĩ tới dòng sông tôi muốn nhào xuống giống như mà uống nước thì là chết cho rồi, giống như vậy đó. Mà thế nào? Tôi ngồi tôi khóc đã thế là hết nước mắt, là tôi nhớ ở nhà mọi người đang vui mà tại sao mình đang mình khóc. Cuối cùng tôi về. Tôi về tôi lấy cái miếng nước của cái lô tôi rửa cái mặt rồi tôi vô không ai biết được mà buồn lắm. Rồi cuối cùng bà cũng lấy cỏ bỏ cho bò ăn rồi này kia mà thấy nó thê thảm vô cùng. Mình nghĩ cái tuổi thơ bao nhiêu người khác họ có áo có quần mới, họ được thế này kia, còn mình tối ngày cái đêm chăn bò mà tới Tết cũng không có một bộ đồ mới. Tôi tủi thân tôi ngồi tôi khóc mà càng khóc thì thấy cuộc đời mình có được cái gì đâu. 17 tuổi tôi quyết định bỏ xứ. Tôi đi. Nó nghiêm túc. 17 tuổi tôi nấu ba, bây giờ nó không nghỉ bò nữa. Nghỉ bò suốt năm không có bộ đồ mới là không nghỉ bò nữa. Và ba tôi bán bầy bò. Và sửa cái nhà, quý vị đi ra, quý vị thấy cái nhà tới bây giờ vẫn còn. Và 17 tuổi tôi đi ra Đà Nẵng, tôi đi học ngày mai. Tôi kiếm cách và tôi vươn lên. Và tôi học ngay 2 năm, tôi về trong sân tôi làm được vài tháng. 19 tuổi bắt đầu tôi bỏ Nam Sơn, bỏ quê và tôi vào trong Sài Gòn này. Tôi vào trong đây tôi kiếm sống. Đi vào Sài Gòn này mà đi với một đôi bàn tay trắng chỉ có 100 ngàn Việt Nam. Đi tiền xe hết 40 ngàn và nhìn ăn dọc đường. Và đi vào trong Sài Gòn này, quý vị biết rằng những ngày đầu trong cuộc sống trong đây đầy khó khăn. Tất cả các sự di chuyển bằng đường bộ, đi bộ không. Mà có khách này, khách nào, khách kia, nó thê thảm vô cùng. Nó tơ tả vô cùng. Nhiều người bạn tôi cũng đi vào, cuối cùng bỏ cuộc về hết. Nhưng mà bởi lòng thương xót của Chúa, Ngài đã cho tôi trụ lại và gặp được Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu trong Sài Gòn này, cuộc đời tôi được biến động từ nơi đó. Bây giờ cảm ơn Chúa, tôi không phải là xin tình của áo quần, mà chính tôi là đem áo quần cho người ta nhiều. Gần đây tôi cho đồ cũng khá nhiều lắm. Áo quần tôi cho người này người kia. Và cảm ơn Chúa, tôi cứ tìm người, tôi cho. Có một người kia ở Rạch Giá là anh Phong ơi, em mặc toàn đồ của anh Phong. Tôi cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Và những gì chúng ta làm đó là mở lòng thương xót của Chúa. Cho nên để có một cái Tết vui vẻ trọn vẹn, đó là chúng ta làm theo lời của Chúa Trời. Chúa giải cứu dân Israel và kể từ đó họ đã làm cái ngày đó như là ngày Tết của họ. Để nhắc nhở cho họ biết rằng nhờ sự giải cứu của Chúa mà dân Giu-đa vẫn còn sống sót. Nhờ sự giải cứu của Chúa mà dân Giu-đa mới được tồn tại được phước như vậy. Cho nên họ dùng cái ngày đó họ ăn mừng như ngày Tết. Thì tôi cũng cầu nguyện cho mọi người chúng ta hãy có cái Tết trong Chúa Giê-xu. Amen. Hãy nhớ Chúa giải cứu ở chỗ nào, hãy ăn Tết trong chỗ đó. Amen. Câu chuyện mà tôi muốn đọc tại đây thưa quý vị ở trong sách Công vụ đoạn thứ 8 để nói về cái Tết một cách nghĩa mới. Công vụ đoạn 8 câu 7 và câu 8 được chép như sau. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 7 và câu 8. Vì có những tà ma lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị quỷ ám, cùng kẻ bại và người què cũng được chữa lành cũng nhiều. Tại cơ đó trong thành được vui mừng không xiết. Chúng ta cùng nói lớn lên: trong thành được vui mừng không xiết. Trong thành được vui mừng không xiết. Trong nhà chúng ta sẽ có sự vui mừng khôn xiết. Trước đó là cả cái làng Samari ở trong cái sự gọi là theo truyền thống, theo tục lệ và cứ tiếp tục đời này truyền cái đời kia, sống trong sự chối buộc, sống trong sự đau khổ, sống trong sự sợ hãi, trong sự đói nghèo, trong sự rách rưới. Nhưng mà sau đó Đức Chúa Trời đã sai một người truyền đạo trẻ tuổi tên là Philip. Bây giờ ông chỉ là chấp sự. Ông đến ông giảng tin lành tại đó và người ta đã tiếp nhận Chúa Giê-xu. Sau khi người ta lắng nghe lời chia sẻ của người này, họ tin vào Chúa thì ngay lập tức là gì? Nhiều tà ma đã được giải cứu. Nhiều kẻ bệnh, kẻ què cũng đã được chữa lành. Và sau khi nhiều người tin Chúa, nhiều người được chữa lành, nhiều tà ma được giải cứu thì sao? Cỡ vì cái cỡ đó mà cả trong thành đều vui mừng không xiết kể luôn anh chị. Amen. Cái Tết thật sự
là những người thân trong gia đình chúng ta được giải cứu ra khỏi quỷ dữ. Rất tốt, thật sự là người thân trong gia đình chúng ta biết về Chúa Giêsu. Cái tết thật sự đó là chúng ta đem niềm vui, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu cho những người lân cận của chúng ta, anh chị em. Để có một cái tết đầy đủ, đó là chúng ta không thể nào thiếu Chúa Giêsu. Tôi nói câu này, ngày nào có Chúa Giêsu là ngày nào có tết. Nhưng mà trong ngày tết mà không có sự Chúa Giêsu, không có sự hiện diện của Chúa Giêsu, cãi lộn nhau, đánh lộn nhau, chửi bới nhau, nói xấu nhau, kiện cáo nhau, tết cũng không ý nghĩa gì trên đời sống của chúng ta. Đúng không anh chị em? Thật sự vậy. Cho nên ngày nào mà Chúa làm chủ, ngày nào còn sống trọn trong tình yêu thương của Chúa là ngày đó nghĩa là ngày tết của chúng ta đó. Đối với những người thành Samari bây giờ đó là tết của họ đó. Thả thành được vui mừng đó là tết, đúng không? Đối với người Juda được giải cứu là khỏi tay Haman ác độc. Cả thành trở lại được vui mừng, họ lấy cái ngày đó họ kỷ niệm, mỗi năm được kỷ niệm, kỷ niệm, đó là tết đó, đúng không? Thì có nhiều người á, trước khi chưa tin Chúa cái rồi không biết sinh ngày nào hết, cứ có năm rồi tên là Nguyễn Văn A sinh năm 1962, Nguyễn Thị B sinh năm 1973 hay gì đó, nhưng không có ngày, không biết ngày nào á. Tại vì lúc đó ông bà cha mẹ mình không có viết ghi lại, đâm ra thì ngày tháng nó bị lu mờ, chỉ biết năm thôi. Nhưng mà sau đó là gì? Họ tin Chúa Giêsu, họ lấy cái ngày mà tin Chúa đó làm ngày sinh của họ. Ngày tin Chúa Giêsu làm ngày sinh của họ, và mỗi năm họ kỷ niệm cái ngày đó trong sự vui mừng, vì năm đó được họ được sinh ra một lần thứ hai trong nhà của Chúa. Ba mẹ thì là sinh ra thể xác, nhưng mà Chúa lại sinh ra một tâm linh mới cho con người đó. Amen. Cho nên chị em ơi, chúng ta hãy cảm ơn Chúa và chúng ta vui mừng vì cả thành Samaria đã vui mừng không xiết, vì họ đã kinh nghiệm sự giải cứu, sự chữa lành, quyền năng của Chúa trên đời sống của họ, anh chị em. Amen. Tôi cũng mong muốn rằng nhiều người sẽ khao khát hết lòng của Chúa để kinh nghiệm sự giải cứu rất trọn vẹn trong dịp Tết này. Amen. Dịp Tết không phải là dịp để chúng ta ngồi lại ăn nhậu, đánh lộn, rồi cờ bạc đó đi. Nhưng mà dịp Tết là dịp chúng ta ngồi lại để ôn lại những ơn phước của Chúa. Amen. Là dịp để chúng ta bày tỏ tình yêu, lòng thương xót và sự cứu rỗi Chúa Giêsu cho những người chưa biết về Ngài. Amen. Để rồi chúng ta biết rằng đó là điều mà Chúa muốn cho mọi người trong chúng ta. Chúng ta trở lại trong Thi Thiên đoạn 1 nói về gì? Tôi xin đọc lại câu 1 và câu số 2 rồi tôi chia sẻ tiếp tục những phần dưới. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhà bán, xong lấy làm vui vẻ vì luật pháp của Sư Ba và suy gẫm luật pháp của Chúa ngày ba đêm. Người ấy sẽ như cây gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thành vượng. Chúng ta hãy nói người bên cạnh này, mọi sự bạn làm sẽ được thành vượng. Mọi sự bạn làm sẽ được thành vượng. Chúng ta có mong muốn là mọi sự chúng ta làm được thành vượng không? Khi nào không thêm một ký hay nhựa, khi nào không lớn được tạo ra, khi nào không ngồi được kẻ nhà, khi nào lấy lòng vui vẻ được tâm suy ngẫm lời của Chúa và làm cái lời của Chúa, thì người ấy như cây cầu trong suối, mặc dù nắng hạn khô cằn như vậy, nhưng mà những cái cây trồng những dòng xuống như vậy nó vẫn xanh tươi tốt đẹp và ra hoa và kết quả, vì bên dưới nó có một mạch nước để nuôi cây đó. Amen. Những con người kính sợ Chúa thật sự được trồng trong nhà của Chúa, được nuôi trong nhà của Chúa, anh chị em và tôi sẽ được xanh tươi và kết quả giữa một xã hội đầy khó khăn và vất vả này. Amen. Chúng ta có nghe người ta thông báo về năm 2023 không? Tích cực hay là tiêu cực? Có nhiều người đi tù không? Có không? Có những quan chức bị đi tù không? Có luôn. Có những doanh nghiệp nào bị sụp đổ không? Không những có mà nhiều nữa, đúng không? Có nhiều căn nhà đã bị trả lại và không có thuê mặt bằng không? Có. Nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa, không tính con số trăm, 500 ngàn, 10 mấy ngàn, 13 ngàn, rồi 40 ngàn thương lá gì đó, rồi đóng cửa đủ thứ, đủ thứ. Nhưng mà chúng ta nhìn lại là sao? Chúa có thương xót ở Thánh Sa-lôn không? Chúng ta thấy có sự phân biệt chỗ này không? Có người bảo là ồ, mà Thánh Sa-lôn sướng người giữa lúc này mà được đi ăn nhà hàng nữa.
rồi được đi qua ra uống cà phê cắt thôi nữa. Sao mà bao nhiêu người họ rối ren mà họ thích Salom như vậy? Kinh Thánh nói là người ấy sẽ như cây trồng dần dần trưởng, xanh non trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thành bụi. Tôi nói anh chị em rằng chúng ta có thể không nhiều tiền nhiều bạc, không có mà tính con số như người ta đó là nhiều tỷ mà tính trăm tỷ, ngàn tỷ, không à, tính không ra, không bao giờ nghĩ tới đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta chỉ ít thôi, nhưng mà chúng ta có Chúa làm chủ, chúng ta vẫn thỏa lòng, bình an và phước hạnh. Không những là đủ cho chúng ta mà chúng ta còn làm biết bao nhiêu việc lành cho người khác nữa. Cái điều đó là điều quan trọng này. Giàu không phải là chúng ta chất chứa mình bao nhiêu. Giàu không phải là mình khống chế người khác bao nhiêu, dành được bao nhiêu. Nhưng mà giàu là chúng ta ban ra giúp đỡ cho người khác bao nhiêu. Giàu tấm lòng trước. Giàu tình thương trước. Giàu lòng nhân ái trước. Rồi những cái vật chất của cải là chuyện nhỏ ra. Ví dụ như chị Cúc sáng hôm nay chị đi nhổ như vậy nè. Nếu như lòng chúng tôi mà buồn xỉn như vậy chắc chắn là sáng là chị sẽ không đi nhổ. Nhưng mà chị Cúc có công nhận là lòng của chúng tôi hôm đó rất là tốt với chị đúng không? Chúng tôi nói về Chúa Giêsu thì sẵn dịp mời chị ăn tô phở luôn. Rồi ăn tô phở luôn, được không chị? Được. Ăn tô phở xong thì chúng tôi phở vào thêm mỗi người 2 cái trứng. Chị cũng 2 cái trứng nữa. 2 trứng rồi. Anh này uống nước cũng cho chị luôn. Rồi chị nói thiệt là trước đây có chiếc xe đạp để đi lại mà mới sửa xong 180 ngàn để đó cái lấy cái tiền bây giờ chị mắc xe làm sao thì cầu nguyện thì cảm ơn Chúa, Chúa lại dùng một con cái của Chúa giúp cho chị có một chiếc xe đạp. Thế sáng nay chị có chiếc xe đạp thì đến đây chị thờ phụng Chúa chúng ta. Chúng ta làm một việc gì đó cho một con người khác là chúng ta làm cho chính mình Chúa Giêsu vậy. Cảm ơn Chúa. Thật ra thì tại sao tôi phải nói trở lại cái vấn đề mà ở tại bệnh viện. Trước đây là chúng ta cũng hay đi vào cái bệnh viện đúng không cô Anh? Bây giờ tôi thấy cô Anh và cô Lê Văn cũng có đi nữa, cảm ơn Chúa. Và những người trong bệnh viện đó là không ai mong đợi, ai cũng muốn có những cái Tết xuân vầy với gia đình đúng không? Nhất là cái phong tục Việt Nam là đêm giao thừa ngồi chung quanh bếp lửa nấu bánh tét rồi đó, rồi bánh bánh chưng gì đó, đó là khá là như vậy. Họ nói là gì đối với những người tài xế đó, hàng ngày họ chạy ngày trên đường không sao cả. Nhưng mà đêm giao thừa mà họ vẫn ngồi trên xe, vẫn đưa khắp đây á, là họ tủi thân. Họ cảm thấy một cái gì đó nó mệt và nó thiếu thốn. Họ cần cái không khí gia đình nhiều thứ lắm. Cho nên họ rất là phúc cho người nào trong đêm giao thừa mà được ở gần gia đình quây quần. Nhưng mà gia đình ai không biết, nhưng mà ra riêng gia đình tôi á, đêm giao thừa ngủ ngon. Ngủ ngon. Tại sao? Ngủ ngon thì sáng mai còn phục vụ nguyên ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 nấu ăn cả 100 người mà đem vô thừa sức là sẽ mài sao nấu đúng không? Sao làm được? Nhưng mà rồi tôi đang nói lên trên là gì? Ở tại bệnh viện, nếu mà những người đó họ cực cảnh đã, họ ở lại Tết để họ chăm sóc người thân, rồi có một số người mà ở nơi đó bị bệnh hoạn như vậy, chúng ta sẽ có 80 phần quà đi vào như vậy. Tôi nói anh chị em rằng sẽ an ủi và khích lệ anh em chúng ta vô cùng. Amen. Tôi cầu nguyện cho 80 phần quà đó, chỉ cần một con người tin Chúa mà được đứng vững trong Chúa, điều đó là một linh hồn quý hơn cả thế gian. Amen. Cũng đủ rồi. Amen anh chị em. Nên mỗi một người trong chúng ta biết rằng đó là việc giảng tin lành là đẹp yêu Chúa. Amen. Có một cặp kia thì đám cưới ở Mỹ Kỳ rồi, nhưng mà trở về Việt Nam muốn làm cái lễ gọi là lễ ra mắt bà con và mời chúng tôi đến. Và cảm ơn Chúa, tôi nói anh chị em rằng hãy có cơ hội để giảng tin lành. Amen. Giảng tin lành là gì? Hãy nói về Chúa Giêsu cho người khác. Những buổi truyền giảng chúng ta mở ra những truyền giảng nào âm thanh, ánh sáng, ghế bàn, đồ ăn đủ thứ, nhưng mà tới giờ thì không có thân hữu tới căng gì đó đúng không? Nhưng mà có những buổi chúng ta không cần phải tốn mặt bằng, chúng ta không cần phải làm đồ ăn, chúng ta cũng không cần thuê thân hữu, chúng ta không cần lo âm thanh ánh sáng, nhưng mà họ lo hết rồi, họ mời chúng ta đến giảng tin lành. Sướng không anh chị em? Ngày dọn vàng cho tôi, ngày dọn vàng cho tôi, thân hữu có sẵn, cứ thế mà giảng tin lành thôi. Và chúng tôi cầu nguyện cho những người tin Chúa tuyệt vời lắm chị em. Cách đây 2 ngày 2-3 ngày đó, hôm thứ sáu chúng tôi cũng đi xuống về Trà Vinh, cũng có một cơ hội để chúng tôi cũng bày tỏ sự sáng. Có một gia đình kia cũng tin Chúa, xong thì hàng xóm bà con bắt bớ khó khăn lắm, nói thế này thế nọ, vợ nó vậy.
Người đời á, họ thích nói nhưng họ không làm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi gia đình có sự việc, anh em Salom sốt sắng lắm. Chị Hương 3 giờ sáng như vậy rồi. Anh Định đó là 3 giờ 5 yeah. Rồi dậy sốt sắng, chúng tôi đi từ Sài Gòn xuống giúp đỡ cho cái lễ đính hôn vui vẻ trang hòa vậy. Chúng tôi đứng ra nào văn hát, nào người giảng, nào người hướng dẫn, rồi đón khách, chúng tôi làm đủ thứ. Còn gia đình của họ còn gì? Bình thường thì chủ dữ lắm, mà tới vậy này. Anh chị em ơi, cái điều người ta cần là gì? Trong lúc người ta đang có những sự việc họ cần, chúng ta là người ra tay giúp đỡ. Chứ người ta không cần những con người đứng đó mà phán xét. Amen. Amen. Và cảm ơn Chúa, sau khi chúng tôi làm xong mấy ngày thì ba của mẹ của cô dâu, mẹ của chú rể cứ nhắn tin cái cảm ơn hoài, tức là cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Qua đó mà danh của Chúa được vinh hiển. Amen. Chú rể nói với tôi là một xưa ơi, con muốn cái ngày đám cưới của con là một ngày của truyền giảng. Amen. Hay. Như vậy mục sư sẽ cung cấp cho con những sự chính đạo. Và hôm đó là gì? Họ chuẩn bị âm thanh, họ chuẩn bị ánh sáng, họ chuẩn bị thức ăn, họ chuẩn bị bàn ghế, họ chuẩn bị tất cả. Rồi mình sẽ là người có hội đứng lên giảng tin lành giữa đám đông. Amen. Chúa nói là chúng ta cái giảng đạo bất luận gặp thời hay không gặp thời. Amen. Nên hỏi anh chị em, Chúa nói là nếu những con người làm như vậy á thì sao? Sẽ là giống như là gì? Mọi sự người làm sẽ được thịnh vượng. Chúng ta sẽ không bị tàn héo, chúng ta sẽ không bị mất mát hao hụt, nhưng mà chúng ta cứ sanh tươi và kết quả trong nhà của Chúa. Amen. Chúng ta cùng đọc với tôi từ câu 4 trở đi để rồi chúng ta thấy rằng điều này rất là quan trọng. 2-3 kẻ chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rá gió thổi về đây. Bởi cái ấy kẻ chẳng đứng tội trong nhà hàng đổ xếp, tội nhân cũng không được vào người công bình, vì Đức Sơ Quá biết được cho công bình, sau đó kẻ rồi sẽ bị nhiễm vào nhau. Kẻ sẽ không được phước đâu anh chị. Cho nên bất cứ chúng ta làm việc gì mang tính cách tự nhiên điều ác, chúng ta phải đánh xa đi. Amen. Đừng có tham gia điều ác. Amen. Bước đầu có vẻ là họ nhanh hơn mình, họ tốt hơn mình, họ hào phóng hơn thế này kia, nhưng mà trong con đường không kính sợ Chúa, không sớm thì muộn, cho đó anh chị còn phải ra trước vòng nữa. Là con gái của Chúa, thà chúng ta làm ít tiền mà làm việc đàng hoàng để chúng ta khỏi đối diện với tiền luật pháp. Tôi khích lệ anh chị em điều rất quan trọng, đừng có đụng chạm tới pháp luật, đừng đụng chạm tới các vấn đề và tội lỗi, và đặc biệt là con gái của Chúa thật, đừng bao giờ tìm cách trả thù đâm giết. Đêm hôm qua khoảng 11 giờ đêm cũng chúng tôi cũng có nói chuyện với một người chứ mày tôi hôm qua tôi đi lo về cái vụ tang chế của một cụ về, thì tôi có gọi cho người kia nói một sư cầu nguyện. Vì sao? Có người kia là chích chị kè, có người kia là trong ban rãng, mà tin Chúa, Chúa thay đổi rất kỳ diệu. Trong vòng 3 tháng dẫn 50 người trở lại tiếp nhận Chúa. Amen. 50 người tiếp nhận Chúa Giêsu vô cùng phước lành, xuống hóc môn cầu nguyện, đang hóc môn cầu nguyện vậy, hai người ngồi lại với nhau á, nói chuyện qua lại, người này dùng lời xong mà nó khích người này, nó làm cho tổn thương, nó nổi cái máu anh hùng lên trở lại, nó bỏ nó đi bộ từ hóc môn đi bộ gì tới Bình Long, quý vị nghĩ đi. Wow, đi xe hơi chạy tới 3 tiếng đồng hồ mới tới, mà nó đi bộ gì tới đó luôn. Chứ dọc đường nó tìm chỗ nó vô nó lại. Rồi bây giờ nó đang tìm một lựu đạn á, đi mua lựu đạn để nó quăng cái nhà kia trong dịp Tết này. Trong tình trạng căng thẳng vô cùng. Thế là người bạn của tôi, mục sư bạn của tôi nghe như vậy, tới buổi chiều rồi chạy xe lên tới Bình Long. Cái ông mời mục sư Phương chạy lên tới Bình Long để mà giúp đỡ, để mà an ủi, để mà chữa lành. Rồi đại diện cái người kia xin lỗi người này. Anh chị em biết là những người mà họ có quá khứ mà hung dữ và nghiện ngập này kia, anh chị em đừng bao giờ nó sốc họ. Anh chị em phải dùng tình yêu thương và dùng lời của Chúa để nâng đỡ họ. Nếu mà sốc á, là hoặc là tạo điều kiện không tốt, người quen đường cũ vô cùng nguy hiểm. Cho nên mình thấy rằng là như người vẫn thường nói là Chúa chỉ cần tốn cần một đêm, Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập, mà Chúa phải cần tới 40 năm mới đem Ai Cập ra khỏi lòng của Israel. Cho nên mình biết rằng là những con người mà như vậy á, đừng vội vàng mừng, mà chúng ta cũng đừng đưa họ lên quá cao, mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa và đừng khiển trách họ một cách vô cớ. Nhưng hãy dùng tình yêu thương của Chúa nâng đỡ họ từ từ để họ trở lại con đường cũ. Rối lắm buồn, rối lắm anh chị em. Và Chúa dùng một sư phương đã giải cứu và giúp đỡ người đó, quyết định không quăng lựu đạn như bạn. Chứ quăng như là quý vị biết không, người thì chết, kẻ đi tù,
và danh của Chúa như thế nào chị em? Nếu 50 người kia trả lại với Chúa ra làm sao đây? Cho nên chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, nên mong muốn mọi người trong chúng ta hãy kính sợ Chúa mà không theo mô kế của kẻ gì. Đừng đứng trong cái đường tội nhân như vậy. Chúng ta biết rằng kẻ ác thì không được phước, nhưng mà kẻ ác sẽ gặp những sự rắc rối. Nhưng tôi tin chắc rằng anh chị em và tôi là những người kính sợ Chúa, chúng ta sẽ được phước. Amen. Chúng ta sẽ có một cái Tết trọn vẹn, chúng ta sẽ có một cái Tết đầm ấm, chúng ta sẽ có cái Tết đúng nghĩa như Chúa muốn chúng ta cần phải có cái Tết. Amen. Dịp Tết là gì? Dịp Tết là dịp chúng ta cần dừng lại để bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn anh em Rafa, cảm ơn anh em Jire đã có những cái cử chỉ hành động như vậy. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Rồi gì nữa, chúng ta cái dịp Tết cũng là cơ hội để vợ chồng ngồi lại nói chuyện. Cái gì của năm qua mà đấy tốt thì chúng ta tiếp tục tiến tới, mà cái gì không xứng đáng, vợ chồng cũng nên bỏ qua, gạt bỏ đi quá khứ để làm những điều tốt lành trong tương lai. Amen. Tôi cũng nhắc tới những ông chồng đang có mặt ở đây là đừng lôi chuyện cũ của vợ mình ra để rồi vợ mình tổn thương. Tôi cũng nhắc những bà vợ là cũng đừng lôi chuyện cũ của ông chồng mình ra để rồi làm cho âu sầu và bi thảm trong ngày Tết. Dịp Tết là dịp vui vẻ, không phải là dịp đỏ đen, không phải là dịp kiện cáo, không phải là dịp để rồi chúng ta nhân cơ hội đó để mà phạm tội. Nhiều người dịp Tết nguy hiểm là gì? Vợ chồng đang sống hạnh phúc bình yên vậy, nhưng trở về quê cũng bị cưỡng hiếp. Thật sự cha mẹ bên bê này nè, cũng không còn số tiền đó đâu, nhưng mà cố gắng giấu giếm rồi ém nhẹm rồi âm thầm gì đó rồi gì đó, rồi đem cho bên này. Bên kia thật sự không còn lắm đâu. Họ cần là gì? Tao cần vợ chồng hạnh phúc và tao mừng. Vợ chồng mà đừng cãi nhau tao mừng rồi. Mày cho tao tao cũng cấp đó là tao không xài. Nhưng mà rồi giấu giếm em nhẹm rồi cuối cùng đưa giúp rồi cuối cùng xin chuyện rồi đổ chuyện ra rồi vợ chồng gây lộn. Rồi gì? Ông chồng mà muốn về bên này, về bên nội với đứa nhỏ. Còn bây giờ nó em muốn về bên ngoại thăm em. Cứ thế mà thăm ngoại thăm nội rồi vợ chồng xung đột với nhau. Anh chị em hãy khôn ngoan tỉnh táo, đừng theo mưu kế của mình. Đừng theo mưu kế của mình. Nếu trong dịp Tết này không đủ khả năng về thăm hai bên thì chúng ta sẽ thăm trước Tết đi, hoặc là sau Tết thăm cũng không buồn lắm đúng không? Nhưng mà nếu mà chưa về thăm được thì chúng ta cũng nhẹ nhàng, đừng có về thăm hay không thăm mà vợ chồng có một cục trạng cãi lộn tì xèo như vậy. Tôi nói là làm đau buồn những người lớn tuổi, làm đau buồn những cái người mà sinh thành chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta này, không theo mưu kế của kẻ dữ. Kẻ dữ đó là đôi lúc là xác thịt của chúng ta, kẻ dữ đó đôi lúc là lý trí của chúng ta đó, kể giữa đó là đôi lúc là những cái sự hiếu thảo mà không đúng của chúng ta đó. Cho nên không theo mưu kế của kẻ giữa. Hãy nhẹ nhàng. Tôi thật anh chị em, thay vì cho tới 10 triệu vợ chồng đồng ý với nhau cho tới 1 triệu thôi. Mà cho 1 triệu với tính cách là gì? Đồng vợ đồng chồng cho cứ củ lệ đó mới đẹp lòng được xin. Còn giấu giếm em nhẹm cho tới 10 triệu mà để rồi vợ chồng lóng trắng nhau, xấu không thật tình với nhau, Chúa không bằng phước. Cha mẹ đôi bên cũng đau buồn. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong dịp Tết này. Chúa muốn chúng ta là gì? Không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi với kẻ nhà quán. Điều đó Chúa ban phước cho chúng ta sẽ được phước đời đời, đời nay và đời sau nữa. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện cảm tạ Chúa. Nói Chúa ơi, con quyết định kính sợ Chúa, con quyết định làm theo lời của Chúa. Chúa ơi, con quyết định là con khao khát để có một cái Tết vui thật sự, có một cái Tết vui thật sự đúng ý nghĩa của Ngài. Cảm ơn Cha. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta trong giờ này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn ngài Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn ngài Chúa Giêsu ơi. Cảm ơn ngài Chúa giúp đỡ cho chúng con trong giờ này trời. Hallelujah. Ô con cầu nguyện cho anh em con, những người nào về quê, xin Chúa ngài cho anh em con về quê trong sự vui vẻ. Các người nào ở lại, Chúa giúp cho anh em con đến học thánh nhóm lại trong sự bình an. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện chúc bình an. Chúa che chở, Chúa gìn giữ, Chúa nâng đỡ từng người trong chúng con. Con cảm ơn Cha. Ngợi khen Chúa yêu dấu của chúng con cảm ơn Ngài. Ta ơn Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ta ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.